Trong một video cách đây không lâu, chúng ta đã bàn về bộ tứ thiên vương mạnh nhất của cả chính vùng đất. Mà đã nói đến tứ thiên vương, phải nói đến người đứng đầu của bọn họ, chính là Champion, nhà vô địch của vùng đất đó, người sẽ đại diện cho sức mạnh của cả một vùng. Nhưng tiếc thay, không phải nhà vô địch nào cũng thật sự ấn tượng. Có người thì nhạt nhòa còn thua cả nhân vật quần chúng. Cho nên, đổi gió một chút, trong video này tôi sẽ xếp hạng những nhà vô địch nhạt nhòa nhất, hay nói mít lòng hơn là yếu nhất, theo trải nghiệm cá nhân của tôi. Và vì vùng Hoenn giới thiệu hai champion, Gala thì ngoài Lian ra còn có thêm hai cựu champion nữa là Mustard và Peony. Còn mới đây học viện Blueberry chúng ta có champion Kieran, tôi cũng cho vào luôn. Thành ra có tới 15 champion để chúng ta đem ra mổ xẻ. Một bảng xếp hạng mà không ai muốn thắng, chứ đừng nói là về nhì. Còn bây giờ thì vô. Hạng 15, tức là mạnh nhất trong cả đám, đó chính là Cynthia, champion đương nhiệm của vùng Sinnoh. Lý do tôi biến cái danh sách này từ champion mạnh nhất thành champion yếu nhất cũng là vì chị. Vì nói đến chức vụ champion thì không ai làm tốt hơn Cynthia. Tôi còn ưu ái cho chị một cái video về trùm cuối mạnh nhất từng xuất hiện, là thấy trải nghiệm chiến đấu của tôi với chị Cynthia kinh hãi cỡ nào. Từ khi ra mắt lần đầu trong Pokemon Diamond and Pearl thì nguyên cả cái Pokemon League của vùng Sinnoh và Cynthia, bao gồm luôn cả tứ thiên vương, đã trở thành một trong những trận đấu cuối game khó nhất từng được làm ra. Đội hình của Cynthia thì hoàn toàn những đứa quái vật, với chủ lực là á thần Garchomp. Giờ đây khi lên đến bản game Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, đội hình của cô đã được mang theo đầy đủ trang bị, chỉ số IVs và EVs được luyện vô cùng hoàn hảo, luôn luôn chờ sẵn ở đó để phan lỗ đầu mấy đứa ớt ơ như chúng ta. Cộng thêm mỗi lần xuất hiện của Cynthia trên anime chưa bao giờ là nhạt nhòa, thay vào đó là có vai trò vô cùng quan trọng, thì không có lý do gì mà Cynthia ở trong top đầu cái danh sách này cả. Chị không xứng đáng bị như vậy. Qua tới hạng 14, sẽ là cựu champion của vùng Gala, Mustard. Mustard từng là thủ lĩnh nhà thi đấu hệ giác đấu, sau đó ông đã xuất sắc nắm giữ vị trí nhà vô địch của vùng Gala trong suốt 18 năm, một kỷ lục chưa từng ai đạt tới. Nhưng sau sự ra đi của Pokemon cộng sự gắn bó với mình rất lâu, ông ấy đã từ chức và đi đến vùng đảo Isles of Armor để mở một giảng đường. Sau này học trò của ông là Leon đã trở thành nhà vô địch của vùng Gala đương nhiệm. Với profile đồ sộ như vậy thì ông cũng không thể nào là dạng vừa được. Đội hình với Min Sao học được phe cao, Covenite thì vô cùng khó chịu và cứng cáp với Light Screen, Body Press và Brave Bird. Kommo-o thì có Langrisal và Clanging Scale. Đánh thốn thì ta nói thôi rồi luôn á. Và cuối cùng, món chính là Urshifu. Hình dạng hệ nước hay là hệ bóng tối phụ thuộc vào lựa chọn ban đầu của người chơi. Mà nhìn vào cái độ hữu dụng trong VCC của hai dạng này thì ai cũng biết nó khó nhai cỡ nào rồi. Với khả năng đánh xuyên tất cả mọi loại rào chắn, mà nó còn có thể hóa dạng khổng lồ Gigantamax. Mỗi chiêu Max Knuckle đánh trúng đều tăng thêm một bậc tấn công vật lý cho nó. Và với cái tốc độ 97 và chiêu ưu tiên như là Aqua Jet hay là Sucker Punch thì chuyện nó quét sạch tàn dư của đội hình mình là chuyện vô cùng hợp lý. Ngay cả Zacian, kẻ hủy diệt Dynamax, mà còn phải nằm xuống nếu nó đã tăng được hai bậc công vật lý bằng Max Knuckle trước đó. Cũng may là ổng bỏ nghề Champion rồi, chứ nếu không Leon làm gì có cửa. Qua tới hạng 13 là Red. Red là trùm cuối của cuối trong Pokemon Heart Gold và Soul Silver. Được biết, Red sau khi đánh bại Blue và trở thành champion của vùng Kanto, anh đã từ bỏ chức vụ và đi đến đỉnh núi tuyết để tự rèn luyện, chờ đợi người xứng tầm với mình đến để chiến đấu. Nói mấy người giỏi thích từ bỏ chức vụ ha. Đó là lý do chúng ta sẽ chạm trán với anh trùm này trên ngọn núi Mount Silver. Sau khi đánh xong thì Red sẽ rời đi mà không nói tiếng nào. Với đội hình có Pikachu level 88, là đội hình có level cao nhất thời điểm đó, cả 6 Pokemon của Red đều cực kỳ khó hạ gục nếu người chơi chưa biết gì hết về team của anh. Chi tiết hơn thì tôi cũng đã có làm cái video trùm cuối khó đánh nhất cùng với Cynthia, các bạn có thể xem kỹ hơn ở góc bên phải màn hình bên này. Trở lại thì bảng xếp hạng mâm số vàng này không phải là chỗ của Red dẫn đầu. Qua tới hạng 12 là Iris trong Pokemon Black 2 và White 2. Iris được giới thiệu lần đầu tiên trong Pokemon Black and White và là thủ lĩnh nhà thi đấu thứ 8 mang hệ rồng trong Pokemon White. Nhưng 2 năm sau, trong bản Pokemon Black 2 White 2 thì cô đã đánh bại Elder sau khi ông từ chức champion của mình, lại thêm một người từ chức nữa. Và giờ đây, vùng Unova có một champion nhỏ tuổi, có thể nói là nhỏ tuổi nhất trong dàn champion của chính vùng đất, Iris. Đội hình của cô mở đầu với á thần Hydreigon, xong là Drurigon có đặc tính Sheer Force, mang theo Life Orb, học được Fire Punch và Thunder Punch, cùng với Archeops khi đầy máu thì tốc độ và công vật lý cực kỳ cao vào thời điểm đó. Nhưng thôi, con này đầy máu thì mới mạnh, giảm xuống một nửa thì coi như là cũng không quá đáng sợ. Tiếp đến sẽ là hai Pokemon cực kỳ trâu bò là Aggron và Lapras.
Xong xuôi cuối cùng là Haxorus, bán á thần cầm theo Focusass. Với hai Pokemon cầm theo trang bị đạt tiêu chuẩn và đội hình bao gồm khá nhiều Pokemon thuộc hàng top Gen 5 thời điểm đó, đã khiến cho sức đe dọa của Iris cao hơn người tiền nhiệm Elder khá là nhiều. Chưa hết là Pokemon Black 2 và White 2 cho phép người chơi được chọn mức khó của game. Đội hình trên sẽ được tối ưu như là đội hình của Cynthia trong BDSP nếu chúng ta chọn chế độ chơi khó. Đội hình của cô lúc này có một chút thay đổi là sẽ thay thế Trigon thành Salamence với đặc tính Intimidate và mang theo Life Orb. Bộ chiêu thức thì có cả tấn công vật lý và tấn công đặc biệt luôn. Và giờ đây cô đã có tận 2 á thần trong đội hình của mình. Lapras mang theo Wildlands để tăng khả năng đánh trúng của những chiêu thức như là Thunder, Blizzard hay là tăng khả năng ru ngủ của chiêu sinh. Với nhiêu đó đội đầu tư thì không thể nào xếp Iris ở top đầu được. Và qua tới hạng 11, đó chính là Blue, champion đầu tiên của vùng Kanto. Blue là người đầu tiên mà các nhà huấn luyện chúng ta biết đến với vai trò là champion. Cái hay của Blue là luôn có đội hình khắc chế Pokemon của người chơi. Vì xuất thân của Blue và chúng ta là hai người bạn đến từ cùng một thị trấn, nên có thể nói là cậu ấy hiểu chúng ta hơn bất kỳ ai. Thành ra đội hình cứ phải là hơn thua chúng ta mới chịu được. Đội hình của anh thì cũng khá nhiều phiên bản, nhưng tôi sẽ lấy đội hình trong bản Fire Red Leaf Green, vì đội hình trong các bản game khác thì không dùng trong trận đấu với champion. Đội hình trong bản game Fire Red Leaf Green thì như đã nói trên, Blue sẽ linh hoạt thay đổi chọn ra Pokemon tùy vào starter mà người chơi đã chọn từ đầu game. Trong đó, 3 Pokemon là Gyarados, Arcanine, Executor sẽ luôn có 2 trong Pokemon được chọn ra để khắc chế Pokemon của người chơi, đồng thời khiến cho đội hình của Blue sẽ có độ bao phủ hệ rộng hơn. Bên cạnh đó còn có á thần Terranita cùng với Sweeper Alakazam hỗ trợ, thì theo tôi thấy chọn đội hình nào cũng khó như nhau cả. Đặc biệt nếu khởi đầu và bạn chọn là Squirrel, thì cuối game ta phải đối đầu với cả Arcanine và Gyarados có đặc tính Intimidate. Mà hồi Gen 3 cơ chế chia sẻ kinh nghiệm cho Pokemon không có, nên cày level cao đến mức 60-70 là cực kỳ khó nhọc. Vì vậy việc out trình level champion như bây giờ là chuyện rất hiếm có, nên nói chung Blue không hề dễ ăn chút nào. Qua tới top 10, một cái top mà không đáng tự hào để tiên dương, mở bát có lẽ là người mừng nhất hôm nay là Kieran. Tại học viện giàu có nhất từng xuất hiện trong thế giới game Pokemon, thì sức mạnh của các học sinh sẽ được xếp hạng, và khả năng đào tạo của học viện Blueberry nổi tiếng đến độ champion của vùng Paldea, Gida phải nhờ trường cử các học sinh tốt nhất của mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, còn chị thì ở nhà cơ mà. Và vì sống trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, nên năm học sinh ưu tú nhất sẽ được xem xét trở thành tứ thiên vương và champion của học viện. Kieran chính là người đã đánh bại hết 4 người mạnh nhất và đá Drayden, cháu trai của Drayden, từ hạng nhất xuống hạng 2 và giành lấy danh hiệu champion của cả học viện. Và đây cũng có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử trận đánh giành lấy danh hiệu nhà vô địch được diễn ra với hình thức đấu đôi. Đội hình của Kieran thì có thể nói đầy đủ chuẩn mực để đem đi đấu VGC. Dragonite đi chung với Politoed với khả năng gọi mưa, hỗ trợ sát thương bằng Helping Hand. Chiêu Extreme Speed của Dragonite nổi tiếng tới cỡ nào thì ai cũng biết rõ. Giờ đây thì nó còn tận dụng được trời mưa của Politoed để sử dụng chiêu Thunder hoặc là Hurricane. Tuy có sát thương đặc biệt, nhưng nó lại tiễn kha khá Pokemon đi bán muối nhờ vào sức mạnh 110 của những chiêu này. Tiếp đến là Porygon Z mang Life Orb, Grimmsnarl thì hỗ trợ dựng tường chống chịu bằng Prankster. Và con mồm lèo Incineroar thì có Intimidate và Fake cao. Rồi làm tới thôi. Cuối cùng là Hydrabo với khả năng chống chịu cao, Terra hàng hệ giác đấu và bắn Terra Plus thốn thì thôi rồi luôn á. Nói chung thì đội hình này được đầu tư cầm đầy đủ vật phẩm và hỗ trợ nhau cũng khá tốt, nên không thể nào mà yếu được. Vị trí thứ 9, hú hồn đó chính là Steven, champion của vùng Hoenn. Được biết đến như là một nhà sưu tập đá quý, đội hình của anh là sự kết hợp giữa hệ đá và thép. Mặc dù trong profile thì ghi anh là chuyên gia hệ thép, dính một trận động đất là coi như tèo liền. Và tôi cũng sẽ nói về đội hình mới nhất của anh trong Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, vì đây có vẻ là lần cập nhật sức mạnh mới nhất của anh với vai trò là champion. Ở cả lần đầu tiên và lúc tái đấu, Pokemon chủ lực gắn liền với Steven luôn là Metagross, á thần nổi tiếng và có khả năng tiến hóa Mega, khiến cho tốc độ và sức công phá chống chịu của nó tăng lên vượt trội. Bên cạnh đó mở đầu trận đấu luôn có Skarmory với khả năng gài 2 loại bẫy độc và bẫy gai để quấy rối cực kỳ khó chịu. Đồng thời Akron cũng có thể là chủ lực của Steven với sức phòng thủ cực kỳ kiên cố. Tuy nhiên thì ở lần đấu đầu tiên, hai Pokemon cổ đại trong team đang muốn ngụ ý về niềm đam mê khai thác đá quý của Steven lại không quá đáng sợ. Chỉ đến khi tái đấu thì hai Pokemon này được thay bằng Carbink và Aerodactyl. Một con thì chống chịu tốt, còn con còn lại thì tốc độ sát thương cao, giúp cho đội hình của anh trở nên áp lực hơn xíu khi đối đầu. Chứ mới đầu vô đánh chắc tôi ngán chỉ có Skarmory và Metagross thôi á.
Và tiếp theo, vào hạng 8, tôi sẽ gọi tên Leon, champion đương nhiệm của vùng Gala, và được xem như là người chưa bao giờ thua bất kỳ trận đấu nào cho đến khi anh gặp người chơi chúng ta. Đội hình của Leon thì cũng giống như là Blue hoặc Fire Red Deep Green, khi mà sẽ có hai Pokemon được thay đổi tùy vào lựa chọn Pokemon khởi đầu của người chơi. Nhưng vấn đề là Semitoad, Mr. Rhyme hay là Rapperior đều có tốc độ thấp hơn bộ ba khởi đầu vùng Gala, nên bộ ba này dễ dàng vượt qua. Còn lại Leon sẽ sử dụng Pokemon Starter khắc chế hệ Starter của bạn. Cơ mà trong ba lựa chọn thì Rillaboom của Leon lại có vẻ khó chơi hơn, vì nó vừa có chiêu hệ cỏ là Drum Beating và chiêu hệ đất là High Horsepower để khắc lại Pokemon hệ lửa. Chứ Cinderay hay Inteleon của anh không có chiêu nào khắc chế lại thiên địch của mình. Nói về Pokemon cứng của anh thì là Dragapo cũng khá đáng sợ, nhưng mà chiêu Dragon Breath lại không gây quá nhiều sát thương. Đáng sợ nhất team có thể kể đến Pokemon đầu tiên là Aegislash với khả năng công thủ linh hoạt và Gigantamax Charizard. Theo tôi thấy thì nó cứ dở ương ương thế nào ấy. Khi mà chiêu Solar Beam phải tốn một lực thi triển, Fire Blast thì rất là dễ trượt, nhưng bù lại thì khi Gigantamax lên lại đánh khá thốn. Dù sao thì Charizard Gigantamax cũng từng là một trong những dạng khổng lồ tốt nhất game, nên tôi cảm thấy Leon đứng hạng bình bình như thế này là hợp lý. Và vô hạng 7, đó chính là Lance. Anh Đỗ, ngoài chuyện anh từng làm tứ thiên vương vùng Kanto ra, thì anh còn làm champion bên vùng Johto nữa. Điều đó khiến cho anh có khá nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy các nhà phát hành muốn dìm sức mạnh của anh xuống, vì ngày xưa hệ rồng rất khó để khắc chế hay sao á. Nhưng mà chắc lỡ tay, tính dìm nhẹ thôi mà dìm anh té xuống giếng luôn. Đội hình hệ rồng của anh có tới 3 con Dragonite. Cả 3 con đều xài tia sáng hủy diệt, một chiêu không nên có đối với Pokemon theo hướng vật lý như là Dragonite. Đã vậy, hai con đầu tiên lần lượt xài Thunder và Blizzard, hai chiêu đặc biệt có tỷ lệ trượt khá cao. Và chiêu Dragon Rush, chiêu vật lý có tỷ lệ trượt cũng cao không kém, mà hai con rồng này đều học được luôn, như là một trò đùa. Con Dragonite cuối cùng thì được cái học được Outrage, nên cũng cảm thấy có chút đe dọa từ nó đi. Nhưng nó còn học được thêm Fire Blast, rồi để làm chi? Charizard thì được một lần ưu ái cho xuất hiện trong đội hình mang danh hệ rồng, và thay vì tận dụng khả năng sát thương đặc biệt của mình thì nó lại xài mấy chiêu như là Fire Fang, Dragon Claw và Shadow Claw. Hết 3 chiêu vật lý rồi. Tính ra còn lại 2 con không phải là rồng trong team mới chính là hai đứa được dùng hợp lý nhất, Gyarados và Aerodactyl, được xây dựng đúng sở trường của mình. Nhưng một team 6 đứa mà hết 4 đứa vô tri thì ai mà cứu nổi. Có lần tái đấu anh đã thay đổi thêm 2 Á Thần và Altaria vào team, nhưng độ nương tay của anh thì vẫn ở đó. Chủ lực Dragonite vẫn giữ nguyên hệ thống chiêu cũ, được cái Garchomp và Salamence có bộ chiêu thức không tệ. Nhất là Garchomp có Short Dance, Outrage và Earthquake cùng với Roar nữa, gây khá nhiều phiền phức. Cũng nhờ đó mà giành lại được độ uy tín về sức mạnh cho Lance đối với tôi. Nhưng mà đứng hạng 7 trong cái danh sách từ dưới đếm lên như thế này thì không được hay cho lắm ha. Hạng 6 đó chính là Elder, cựu champion của vùng Unova. Với tư cách là một champion, nhưng đội hình của Elder mạnh nhất chắc chỉ có Volcarona. Còn lại thì không có quá nhiều đất diễn, khi mà hai Pokemon hệ bọ tuy cũng có mạnh đó, nhưng mà quá là mỏng manh. Venilux đánh thì cũng khá đau, nhưng là tốc độ hơi chậm, lại còn chỉ xài mỗi chiêu Blizzard trong khi không có bão tuyết, nên khả năng đánh trượt là quá cao. Drurigan và Buffalon cũng tạm coi là có chút đe dọa đối với tôi. Và 6 Pokemon của Elder không được trang bị bất kỳ vật phẩm nào cả. Đội hình thì tàn tàn, chỉ có 2 trên 6 Pokemon thực sự đáng sợ. Tuy nhiên thì trận đánh với ông lại được xảy ra khi ta đã bắt Reshiram và Zekrom, nên là chắc chắn chẳng khó khăn gì mấy cho người chơi để giành được chức vô địch của ông cả. Và bây giờ chúng ta qua top 5. Vô top 5 là hết té ngửa liền. Mở bát cái top 5 này là Peony. Peony từng là thủ lĩnh nhà thi đấu hệ thép, cũng là em trai của chủ tịch hiệp hội Pokemon vùng Gala là Rose. Ông cũng chính là người kế nhiệm của Mustard sau khi Mustard từ bỏ chức vụ của mình. Kể ra thì những trận đánh với Peony cũng có cảm giác là ông khá nương tay với người chơi. Trận đánh mà gần đủ đội hình của ông nhất là sau khi chúng ta đã hoàn thành cốt truyện của DLC The Crown Tundra. Ông chỉ dùng có 5 Pokemon để đánh với chúng ta, trong đó thì khó đánh nhất chắc chỉ có Scizor và Akron. Pokemon cũng không mang theo bất kỳ trang bị nào. Ông cũng không Dynamax Pokemon của mình luôn, và cứ đứng đó nhìn từng Pokemon bị hạ thổ thôi. Nói chung tôi có cảm giác trận này Peony đánh chỉ cho có, chứ hệ thép mà đánh chán như vậy thì có căng có kiếp mới làm được. Qua đến hạng 4, đó chính là Wallace trong Pokemon Emerald. Vốn dĩ thì champion của Hoenn không chỉ có Steven, mà trong Pokemon Emerald, Wallace cũng đã từng nắm giữ chức vụ này. Còn Steven thì đi đâu tôi không có biết. Cơ mà Wallace với đội hình full toàn hệ nước của mình đã leo lên vị trí cao nhất của vùng Hoenn, cũng đã là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Cơ mà đội hình của anh tôi đánh giá là có cố gắng, nhưng mà không đáng kể.
Wellor mở đầu có khả năng tạo mưa bằng Rentance, tuy nhiên thì sức chống chịu của nó không quá cao, mặc dù sinh lực của nó là 170, nhưng hai mảng phòng thủ có 45 mà thôi. Tốc độ của nó thì thấp, nên Sceptile hay là Breloom rất dễ làm gõ sushi được nó. Tentacruel thì không quá đáng sợ. Ludicolo có Swift Beam để tận dụng được trời mưa, nhưng nó sẽ mất khả năng này nhanh chóng bởi vì mưa nào mà không tạnh. Vốn dĩ sức công phá của Ludicolo cũng không quá cao, thành ra hai chiêu tấn công của nó hoàn toàn không đáng kể. Whiscas thì vô cùng dễ đối phó với những Pokemon hệ cỏ. Còn Gyarados mang tiếng là đánh vật lý siêu đau, nhưng chiêu hệ nước duy nhất mà nó có là Soft, và chiêu này theo hướng đặc biệt. Là có cố gắng dữ chưa? Khá hơn xíu là Milotic, tuy có đặc tính là Marvel Scale, nhưng nó lại mang theo Citrus Berry, không tận dụng được đặc tính khó chịu này, đó là thành ra rất work à. Lần sau anh cố gắng hơn nha. Và bây giờ chúng ta qua top 3, say sẩm mặt mày người hâm mộ. Hạng 3, đáng tự hào là Diantha. Là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, đương kim vô địch vùng Kalos, thành ra thì profile của chị cũng khủng bố không kém gì. Cơ mà chắc là nghiệp diễn viên quá là bận rộn, nên lâu lâu trở lại với sân đấu khiến cho chị chọn những Pokemon tôi cũng cứng họng luôn không biết nói gì. Thật ra nếu để ý một xíu, thì 6 Pokemon của Diantha đều nổi trội ở 6 mảng chỉ số khác nhau. Như là Hawlucha, nổi bật ở tốc độ, Tyrantrum, nổi bật ở mảng tấn công, Aurorus, nổi bật ở mảng sinh lực, Gorgeist thì nổi bật ở mảng vật lý, Á thần Gudra thì làm quá tốt ở mảng thủ đặc biệt, còn Gardevoir thì đánh rất thốn ở mảng tấn công đặc biệt. Những tưởng thì đội hình này đầy đủ các hệ và phân bố 6 mảng chỉ số cũng rất là tốt, nhưng bất ngờ chưa, và nó ngược lại hoàn toàn. Bất cứ cái gì cũng phải có sự cân bằng, khi mà quá nổi bật ở mảng nào thì tức là những mảng khác sẽ bị thọt, và người chơi cứ từ đó mà chọt đúng điểm yếu thôi, là mấy Eri đắp chiếu liền. Hawlucha và Tyrantrum tuy có nhanh và đánh khá đau, nhưng tụi này lại quá thọt ở mảng thủ đặc biệt. Mà thế hệ 6, hệ tiên đang làm mưa làm gió, đặc biệt là Sylveon. Ít ai mà không có Sylveon trong đội hình của mình lắm, nên là Hawlucha, Tyrantrum hay là Aurorus đi bán muối với hệ tiên là chắc chắn rồi. Đã vậy Aegislash ở thế hệ 6 cũng dễ dàng tiễn hai đứa cổ đại hệ đá này ra chuồng gà, với thêm con Gardevoir hệ tiên nữa. Tôi dám cá là không ai chơi Pokemon XY mà không bắt cái thanh kiếm ma này vào đội hình. Gorgeist thì có cũng như không thôi, thủ trâu nhưng mà đánh không đau và quá nhiều điểm yếu. Gudra thì là một á thần đáng thất vọng, dù tôi rất thích thiết kế của nó, nhưng sức mạnh của nó thì không. Các bạn có thể biết chi tiết hơn thông qua cái video về á thần mạnh nhất trên kênh của tôi. Tôi để góc phải màn hình bên này. Còn lại chắc được có Gardevoir tiến hóa Mega, nhưng mà vì năm đứa kia quá dễ đánh nên là Gardevoir có lên Mega thì cũng chả thấm thía vào đâu. Bên mình cũng có thể tiến hóa Mega được mà. Đã vậy trong lúc chơi game còn được tặng hẳn hoi một con Mega Lucario hệ thép và giác đấu. Chỉ chẳng phải là out trình hoàn toàn các đội hình của Diantha hay sao? Còn một điểm yếu chết người nữa đó chính là thế hệ 6, là thế hệ khởi nguồn cho việc cho phép chia sẻ kinh nghiệm cho toàn đội hình. Thành ra đội hình của người chơi từ đầu đến cuối luôn luôn cao level hơn bất kỳ đối thủ nào. Nhiều đó cũng đủ hiểu cái trận đánh với Diantha nó nhạt nhẽo cỡ nào rồi ha. Qua tới hạng 2. Hạng 2 tới khi làm cái video này tôi mới nhớ có champion này tồn tại, đó chính là Trace trong Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Mặc dù là tôi chơi cái game này rồi và bắt Mewtwo rồi luôn á, nhưng mà tôi quên bén cái nhân vật này luôn. Trace là một nhân vật ở vũ trụ song song với Blue, nhưng đội hình thì chán hơn rất nhiều. Dù sao thì cậu cũng có chủ lực là Pidgeot, tiến hóa được Mega, nhưng toàn bộ đội hình thì đều chỉ học được 3 chiêu là thấy thọt rồi đó. Bản game Pokemon Let's Go thì cũng không có đặc tính gì hết, nên là mấy con này cứ đứng đó rồi quăng chiêu cho có thôi. Nói chung là quá nhạt nhẽo nên tôi cũng không có biết nói gì thêm. Dù cho Pokemon Let's Go là dành cho những bạn tập tành chơi Pokemon đi chăng nữa, thì đầu tư như vậy là quá coi thường người chơi rồi, không có chấp nhận được. Ở hạng 2 là xứng đáng rồi. Qua hạng 1, một ly nước ốc pha với nước lã trong sự nghiệp chơi game Pokemon của tôi. Champion khiến tôi khó hiểu nhất là Kida trong tựa game Pokemon Scarlet and Violet của thế hệ thứ 9. Tôi đã rất thắc mắc vì hành trình hoàn thành game của tôi cũng thuộc dạng là trung chuyên. Khi mà đánh team phản diện thì đội hình của họ cũng khó ăn, nhưng mà tới khi đánh với Tứ Thiên Vương thì cũng áp lực không kém, vì đội hình của Tứ Thiên Vương rất có tính toán. Rồi tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ để đánh trận cuối với Gida, nhưng không thể nào tin được là champion của một vùng những cái đội hình của bả là vô tri như vậy. Đội hình 6 con thì hết 3 con làm tôi cứng họng rồi. Golgot là một Pokemon hệ cỏ dễ tìm thấy trong mọi nơi của vùng Paldea, khả năng chiến đấu ở mức trung bình. Avalok tốc độ thì cực kỳ chậm, chỉ cần phun nhẹ một ngọn lửa là nó cũng bị rã đông. Vezula thì có tốc độ và một bộ chỉ số vô cùng tầm thường đối với một Pokemon trong đội hình của champion. Tôi tưởng là mình đang đánh với một trainer dọc đường đâu không á, mà nhiều khi Pokemon của họ còn sáng tạo hơn cơ. Espedra thì cũng ổn đi, nhưng nó là Pokemon đầu tiên, trong khi Glimmora
Một Pokemon với đặc tính tự động rải cây độc khi mà bị đánh trúng bởi những chiêu vật lý lại cho xuất hiện cuối cùng. Đánh xong hết trơn mọi thứ rồi thì Glimmora trước khi nằm xuống nó rải một đống gai độc rồi hết trận. Như một lời trăn trối luôn, tôi chắc chắn là ai đánh xong cũng kiểu: ủa, nó biết rải gai từ đầu thì sao không cho nó ra đầu tiên để gây rối đi trời. Chưa hết, một trong những Pokemon tốt nhất thế hệ này là King Gambit. Giratina cũng bắt được chứ. Đặc tính của nó là Supreme Overlord, cho phép tăng 10% sức mạnh chiêu thức của King Gambit khi một đồng đội bị đánh bại. Trẻ con cũng biết là nó phải là Pokemon cuối cùng để nhận được 50% sức mạnh mỗi chiêu thức tung ra. Nhưng không, bả cho King Gambit ở vị trí số 2. Trời, cái gì vậy bà nội? Vốn nổi tiếng nhất của King Gambit là chiêu Sucker Punch vì tốc độ của nó quá chậm. Hầu hết Pokemon đều có thể nhanh hơn nó. Mà giờ cho nó xuất hiện số 2 rồi không có Sucker Punch thì giống như là bả đang cúng giao thừa vậy đó, chứ không phải là đánh lộn nữa. Có mấy bạn trong cộng đồng bảo là Gida đang không phải là một champion bảo vệ danh hiệu của mình. Cô ấy chỉ đang kiểm tra bạn có xứng đáng với danh hiệu champion, nên là sẽ không đánh tất tay như là Cynthia. Nhưng mà bà đánh như vậy thì tất cả các học sinh trong trường của tôi đều có thể trở thành champion hết rồi. Kiểm tra nhân hệ số 3 mà đề bà như kiểm tra miệng vậy đó. Nói chung là tôi còn khịa dài dài cho đến khi có một người tệ hơn. Hoặc là nhờ Gida mà chúng ta sẽ không bao giờ lo lắng có thêm một champion nhạt nhẽo nhất nữa. Không ai hơn được chị. Và thế là tôi đã đi qua hết 15 champion và tìm ra người đánh nhau chán nhất. Theo các bạn thì champion nào đánh nhau mà khiến các bạn sôi máu đến không ngủ được thì cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn.